Đây là cái hạt cây giống củ dành đỏ mà mình đã gieo cách đây hơn 2 tuần cho các bạn. Hiện nay thì nó lên cũng được 4 tới cây nào lớn thì 4 tới 6 lá thật rồi. Có những cây thì yếu hơn. Đây thì hôm nay mình sẽ tiến hành trồng vào trong các cái chậu trắng lớn. Mình vừa trổ đất xong rồi các bạn. Bao gồm có tro trấu, sư dừa, rồi mình bỏ phân bò. Các bạn có thể xem các clip mà mình làm trước đây về trồng đất, trồng cây rau hoặc là hoa màu nói chung. Bây giờ mình sẽ tiến hành trồng các cái cây củ dành đỏ này vào trong cái chậu này. Đây các bạn, thì chúng ta lấy cái cây trong này, chúng ta hai tay ta giữ kẹp lại để cho cái đất nó khỏi vỡ cái bầu á. Bởi vì cái chậu này bự, mình có thể trồng từ 4 tới 6 cây. Sau khi mình trồng xong các bạn, thì mình sẽ tưới nước để cho cây nó giữ độ ẩm và nó phát triển. Đây là các cái cây củ dành đỏ mà mình vừa trồng đây các bạn. Củ dền đỏ bắt đầu có củ. Thank you.
củ nhìn đỏ sau một tháng trồng thì hôm nay là nó đã củ nó cũng to rồi đây các bạn. Đây mình sẽ nhổ bớt mấy cái bụi này, cỏ lá nó dài. Đây đây các bạn xem, đây là các cái chậu củ dành đỏ mình trồng hôm nay đã được khoảng 60 ngày rồi. Hôm nay thì mình đã bắt đầu thu hoạch đây các bạn. Đây vô mình chỗ đây cái này là ba chậu hoa củ nó vô chung luôn. Củ dền đỏ, các bạn vừa xem xong clip mình trồng củ dền đỏ trong các cái chậu trắng này sau 2 tháng thu hoạch. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi, hẹn gặp lại các bạn trong các clip tiếp theo.